Tính đến rạng sáng 13 tháng 3, đã có 6 trên 8 cái tên ở vòng tứ kết Champions League 2023-2024 lộ diện. Arsenal lần đầu vào top 8 tại giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ năm 2010, trong khi Barcelona cũng đã phá rớt bị loại từ vòng 16 đội thời hậu Lionel Messi. Trên sân nhà Emirates, Arsenal cầm bóng 59%, dứt điểm 14 lần nhưng chỉ có đúng một bàn thắng được ghi do công của Leandro Trossard ở phút 41. Khoảnh khắc tỏa sáng của tuyển thủ Bỉ là không đủ để giúp pháo thủ định đoạt trận tứ kết lượt về. Cách biệt một bàn được duy trì cho đến hết 90 phút và hai hiệp phụ. Với tổng tỷ số 1 đều, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Trong khi đồng đội làm tốt nhiệm vụ, Weldon, người đã phong tỏa Bukayo Saka trong suốt 120 phút, lại trở thành tội đồ của Porto với cú đá hỏng. David Raya kịp dùng những đầu ngón tay để đẩy bóng đi trúng cột dọc. Đến lượt thứ tư, Galeno, tác giả bàn thắng ở trận lượt đi, cũng bị cựu thủ môn Brentford khuất phục. Bên phía Arsenal, những cái tên được huấn luyện viên Mikel Arteta đặt niềm tin đều làm tốt nhiệm vụ. Lần lượt Martin Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka và Declan Rice đều thực hiện thành công. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó có lần đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết Champions League sau 14 năm chờ đợi. Ở trận đấu cùng giờ, Barcelona đã nhẹ nhàng xua tan nghi ngại bằng cách hủy diệt Napoli. Huấn luyện viên Xavi khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sử dụng cầu thủ mới 17 tuổi Pau Cubarsí đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha không khiến ông thầy của mình thất vọng khi khóa chặt Victor Osimhen. Ở phía trên, một tài năng trẻ khác xuất thân từ lò La Masia cũng tỏa sáng, đó là Fermín López với pha mở tỷ số ở phút 15. Napoli muốn chơi đôi công với Barcelona và đó là sai lầm của đại diện tới từ Italia. Họ nhận bàn thua thứ hai chỉ 2 phút sau khi thủng lưới bàn đầu tiên. Đó đều là những pha phản công tốc độ của đội chủ nhà. Lợi thế dẫn bàn giúp Barcelona chơi thoải mái. Ngay cả khi Napoli có bàn rút ngắn tỷ số, các học trò của Xavi cũng không nôn nóng. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng cho thấy khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Việc đưa Romeu và Roberto trong hiệp 2 giúp Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bởi vậy, bàn thắng thứ 3 tới như lẽ dĩ nhiên. Thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận, thầy trò Xavi xứng đáng có tên trong vòng 8 đội mạnh nhất cúp C1 mùa này. Trước đó, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đã cùng nắm tay nhau đặt chân vào tứ kết. Rạng sáng 7 tháng 3, Man City bước vào trận lượt về vào 1/8 UEFA Champions League với lợi thế cực lớn sau khi đã thắng FC Copenhagen 3-1 trên sân khách. Dù vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn tung ra sân đội hình mạnh với nhiều ngôi sao. Những người ghi bàn cho nhà đương kim vô địch là Manuel Akanji, Julian Alvarez và Erling Haaland. Họ tái lập lại chiến thắng 3-1 giống trận lượt đi và tiếp tục cho thấy mình vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Một đội bóng rất muốn tái ngộ Man City để báo thù là Real Madrid lại khá chật vật dù Leipzig không phải đội bóng quá tiếng tăm. Ở lượt đi, kênh kênh trắng đánh bại Leipzig với tỷ số 1-0. Mặc dù có lợi thế sân nhà và một đội hình tối ưu, nhưng Real Madrid lại bị RB Leipzig lấn lướt trong những phút đầu trận. Trên khán đài Bernabeu, số ít người hâm mộ RB Leipzig theo chân đội nhà tới Tây Ban Nha tỏ ra sốt ruột khi mà hàng công của đội bóng Đức liên tục phung phí cơ hội. Và sang tới hiệp 2 thì RB Leipzig thủng lưới thật. Jude Bellingham, ngôi sao lỡ trận lượt đi vì chấn thương, có pha đi bóng từ sân nhà rồi khéo léo truyền cho Vinicius Junior dứt điểm tung lưới RB Leipzig ở phút 65. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận lúc này là 2-0 nghiêng về đội bóng Tây Ban Nha. Và chỉ 3 phút sau bàn thua, đội bóng Đức cuối cùng cũng tìm được đường vào khung thành của Lunin. Xuất phát từ quả tạt bóng bên cánh trái của David Raum, đội trưởng Willy Orban đè chặt Nacho đánh đầu tung lưới Real Madrid. Trong thời gian còn lại của trận đấu, RB Leipzig là đội chơi hay hơn, dứt điểm nhiều hơn. Thậm chí, Dani Olmo còn một lần dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang khung thành Real Madrid ở phút 90+1. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì đội bóng Đức có thể làm được, khiến họ không thể ngược dòng đánh bại Real Madrid. Đang nhìn thấy cho Carlo Ancelotti giành vé đi tiếp. Trong khi đó, chọc phú Paris Saint-Germain cũng không để xảy ra tai nạn. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn ở lượt đi, PSG tỏ ra rất thoải mái trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha. Những tình huống hãm thành liên tục được tạo ra, khán giả không phải chờ quá lâu để có thể ăn mừng bàn thắng. Phút 15, tận dụng đường chọc khe đầy cảm giác của Dembélé, Mbappé thoát xuống đầy tốc độ. Ngôi sao người Pháp đã có tình huống động tác giả đánh lừa hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm sấm sét làm rách lưới của Real Sociedad. Những phút sau đó, PSG vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, PSG lại có bàn thắng ngay ở những phút đầu. Phút 56, cùng với một công thức, Lee Kang-in chọc khe cho Mbappe thoát xuống bên cánh trái.
ngôi sao người Pháp dứt điểm tinh quái vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Những phút sau đó, PSG chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu và Real Sociedad đã có được bàn thắng danh dự ở phút 89 nhờ công của Mikel Merino. Cú đúp của Mbappe đã giúp cho PSG có được chiến thắng dễ dàng trên đất Tây Ban Nha, qua đó xứng đáng giành vé vào vòng tứ kết Champions League. Như vậy, người hâm mộ sẽ được chứng kiến vòng tứ kết Champions League hấp dẫn bậc nhất với sự góp mặt của Arsenal, Man City Premier League, Barcelona, Real Madrid La Liga, PSG Ligue 1 và Bayern Munich Bundesliga. Hai cái tên còn lại sẽ được xác định sau cặp đấu giữa Inter, Atletico Madrid và PSV Dortmund. Nếu Dortmund giành thắng lợi, vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay sẽ quy tụ những câu lạc bộ mạnh nhất từ top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong các cặp này, việc Inter và Atletico ai vào cũng có một cái hay riêng. Về phần cặp đấu còn lại thì Dortmund vào tứ kết sẽ kiện toàn 4 cặp đấu đỉnh cao. Nếu không có bất ngờ nào, Dortmund và Inter sẽ theo chân 6 đội trên, khiến vòng tứ kết chỉ còn là cuộc chơi giữa các đội thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu: Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp. Nhắm mắt cũng có thể bốc ra một cặp đấu trong mơ. Một cổ động viên bình luận: tôi không thể chờ đợi lâu hơn để được xem vòng tứ kết. Người thứ hai bình luận: đồng quan điểm. Người thứ ba nhận xét: vòng tứ kết trong mơ. Lần gần nhất tứ kết Champions League không có đại diện nào từ các đội ngoài top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là mùa 2019-2020. Thế nhưng, khi đó có tới 5 đội chưa từng vô địch là Atalanta, PSG, RB Leipzig, Atletico Madrid và Olympique Lyon. Mùa này có thể hấp dẫn nhất kể từ năm 2017-2018, khi cả 8 đội vào vòng tứ kết đều thuộc nhóm 4 giải đấu hàng đầu châu Âu. Barca vào tứ kết sau khi thắng Napoli 4-2 ở vòng 1-8, đồng nghĩa họ có thể tạo ra trận El Clasico với đại kình địch Real Madrid. Vòng tứ kết không còn quy định nào ngăn cản các đội gặp nhau. Vì vậy, những đại diện cùng quốc gia hay cùng bảng cũng có thể sẽ đối đầu nhau. Barca đã gặp Real Madrid 8 lần tại Cúp C1 và Champions League trong 4 mùa giải, bao gồm 1959, 1960, 1960, 1961, 2001, 2002 và mùa 2010-2011. Trong đó, mỗi đội đều 2 lần đi tiếp. Trận El Clasico cũng chưa từng xuất hiện ở vòng tứ kết, nhưng điều này có thể xảy ra năm nay. Nếu Inter Milan cũng vượt qua vòng 1-8, tứ kết sẽ chứng kiến 6 cựu vương. Tính từ kỷ nguyên Champions League mùa 1992-1993, hai đội còn lại chưa từng vô địch là PSG và Arsenal, nhưng họ lần lượt đang dẫn đầu Ligue 1 và Ngoại hạng Anh, cũng được coi là ứng viên đăng quang. Buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra tại trụ sở của UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ vào thứ Sáu ngày 15 tháng 3 lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam. Nhánh bán kết cũng sẽ được bốc cùng lúc và các câu lạc bộ cũng như người hâm mộ sẽ nắm rõ con đường đến trận chung kết Champions League tại Wembley năm nay. Việc bốc thăm vòng tứ kết sẽ không có hạn chế nào. Điều đó đồng nghĩa rằng bất kỳ đội bóng nào cũng có thể gặp một đội bóng khác dù đã đối đầu ở vòng bảng hay cùng quốc gia. Lượt đi của các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 4. Trận lượt về diễn ra ngay sau đó một tuần vào các ngày 16 và 17 tháng 4. Vòng bán kết sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trận lượt về cũng diễn ra chóng vánh sau một tuần vào các ngày 7 và 8 tháng 5. Trận cầu đỉnh cao nhất là trận chung kết Champions League đã có lịch cố định diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tại sân Wembley ở thủ đô London của nước Anh.